rồi, chắc trước sau là ông bán đất hết. Bán hết chứ gì. Vâng. Đây, cái nhà này là nhà gì? Quân đội mà. Quân đội ạ? Vâng, nó xây quân đội. Quân đội. Và chỉ huy quân sự thì đất giữa Kinh Đồng thì xin xây mới cho đẹp. Chiếm đất mênh mông, dân ở ngoài là thất nghiệp hết, đi chui vào công ty, đi trộm cắp, nó giả cho được ít đất, nó mua của dân thì đáng độ đoan rẻ béo, 100, 200 triệu, 300 triệu nó bán mấy tỷ. Đúng rồi. Ông nói cái dân ở chỗ gần Tam Đảo biểu tình đấy. À. Nó bảo rằng là mua của chúng tôi thế này nhưng mà đến bây giờ bán thì quá bèo đúng không? Thế này cái dân ở tận trong miền Nam Phan Giang Phan Thiết gì đấy nó đài truyền hình về nó nói, nó bảo mua của chúng tôi giả như thế này, bây giờ bán như thế này tức là bán gấp 100 lần, lên mua mấy trăm triệu bán mấy tỷ, dã man. Vâng. Nên là những cái năm về trước là nhiều các cái xã với các huyện tỉnh là cứ kiểu bán lấy được là bán hết đấy. Bán hết. Bây giờ nhà nước người ta không cho bán như vậy rồi. Bán như vậy phải xin ý kiến của tỉnh và tướng như nào cơ, bộ ban ngành mới được chứ không bán. Đây, trước vâng, trước các xã được bán đấy. Cứ bán lấy tiền là ví dụ xã là cần làm đường cái làm này là xin bán nào được, bây giờ là không cho bán nữa vậy. Yeah.
vé, nhưng mà nó chỉ cho chiều chiều đi thôi, chiều về không được. Nó có biển cấm mà nói. Còn nó có công an đứng đấy trực cả nó. À thế á? Dã man. Thế bọn nó chửi nhau, nó bảo là công an làm thuê cho BOT này. Thế là cấm cấm biển cấm, có công an đứng đấy trực thằng nào vào bác em. Còn nhiều lúc không có người trực, bọn nó vẫn đi trộm mà. Với những cái xe tải hàng lớn nên nó đi qua mất nhiều tiền lắm ạ. Hợp đây này, tất cả các loại dã man để làm cái cầu thu phí to thế. Nếu sát trên cầu thì không tránh được. Thầy Phùng thấy có một cái giờ cái phù hiệu gì dán ở trên kính này, là không có qua các trạm không ai thu của thầy. Wow. Của bọn sở giao thông cho. Tiền mà đáng lẽ là nó, nếu mà không cấm thì nó đi hết, trái đi này qua một đoạn mất 35.000 cả. Nên là lúc ấy nó cãi nhau cứ đây suốt, tội gì đi qua một đoạn mất 35.000, nhiều khi vô lý. Đường thì đường cũ rồi, cấm phải bắt buộc phải đi qua cái đường là đường làm BOT để thu tiền. Ngày xưa cái cầu Hồ này đi cũng mất tiền. Vâng, thì 5 năm thì làm sao mất tiền. Cái cầu Hồ này không mất tiền, nhưng nó mất cái đường bằng đường mà cháu mình đi. À, cái đoạn đường lúc nãy mới làm đấy thì. Vâng, nó bắt đi qua đường đấy để nó thu tiền. Nó thu tiền. Còn cái cầu Hồ này là nhà nước làm. Coi như là nó lý do là cái đoạn đường đấy. Ép phải đi qua đấy ạ. Ép qua đấy để nó có cái điều kiện để chúng nó lấy tiền. Bình từ chỗ chùa Đắp Cầu mà về đến nhà thầy Phụng này là 40 cây. Vâng. Đây à, đây đi thẳng không nhỉ? Đi thẳng. Chẳng nhớ lắm, rồi lại đi. Cứ hình như đi thẳng đi. Đúng rồi. Đi thẳng qua cái trường. Cảnh sát hay an ninh gì đấy. Đấy đúng rồi. Hậu cần cái gì đấy ở đâu đây là này. Qua thẳng đây xong nó có cái lối đi. Lối rẽ trái. Ở cái phòng cái bình bom. Vâng, bên ngã tư. Nên là ở chùa nhiều. Đông Côi á, Thuận Thành. Đây này, đến đây này. Đâu, đến đèn xanh đèn đỏ kia mà. Rẽ bên trái, qua cái học viện. Vâng, đúng. Chưa. Rẽ xong đi qua mà vâng. Nó đằng kia kìa. Qua cái đèn xanh đèn đỏ. Không, cái đường này cháu đi nhà, cháu đi sang Hải Dương đường 5 thì cháu đi đường này nhiều này, rồi. Kia nó xây cái kiểu nhà gì chẳng cháu xây này như là chùa rồi này. Chùa hay là kiểu nhà hỏa táng lên ấy. Ừ, như là nhà quán ăn thế này. Không phải, cái này chắc chắn là nhà hỏa táng rồi. À, thế. Khi xây kiểu như thế kia thì nó không phải là nhà quán ăn được. Có phải nhà chùa? Không phải nhà chùa đâu ạ. Một là đài tưởng niệm, hai nó nhìn giống cái nhà hỏa táng, hoặc là cái gọi là gì nhỉ? Cái nhà tâm linh ấy. Vâng. Cái này hỏi một mấy ông ở trong đấy thì nói là cái này. Thế là từ đấy cô cũng chính vì vậy cô cũng ba ít về ở chùa nữa. Vâng. Người nó chết. Đây đến qua đèn xanh đèn đỏ rẽ này mọi người. Vâng. Đây là trung tâm của cái thị trấn thị trấn Hồ Đông Côi, thị trấn Hồ. Đây ra bình 8 cây này mà. Quán gỏi thì nó ở đâu? Quán gỏi là nó đường 5 mà cái tịch cái đường này là đến quán gỏi. À, nó qua vượt qua cái đường tàu nó đi sang
quán gỏi cái chỗ đấy nó là một một bên thuộc đất Quảng Ninh, à Bắc Ninh, một bên thuộc đất gì à, đất Hải Dương này. Ngày xưa đây nó có một cái vùng quen này. Vâng. Cứ đi kịp cái đường này là đến quán gỏi, là nó lên đến đỉnh cầu, là à, có lên cái cầu vượt, là cầu vượt đường Lâm ấy, đi đến là gọi đến quán gỏi. Cái đường này cháu đi nhiều rồi mà. Rồi để cho khỏe mạnh thì chắc về đến dỗ. Vâng. Trước cháu về Lương Tài, và trước cháu về Lương Tài quê nhà bạn cháu thì cháu đi qua cầu Bình Than cơ. Qua cầu Bình Than thì cái cầu đấy thì nó lần trước nó bảo nó cũng đi đường này này, nhưng xong bây giờ có cái đường đấy thì nó đi qua Quế Võ, đi đến gần phải lại cái là có cái cầu rẽ phải ra là sang cái qua cầu đấy là sang đến quê nó luôn. À, lúc ấy trong gọi điện nó bảo là đi cũng được, nhưng mà ngày xưa bắt xít lấy chồng ở Á, mà nó bây giờ nó thuộc Hải Dương, trước nó thuộc Gia Bình này. À, đấy ở Gia Bình này nó giáp với thì nó lại ở giáp cả Lăng Tài, trước nó lại ra Lương Tài, giáp với thì Gia Bình này. Đấy cái chỗ mà cái cầu Bình Than này nó bắc qua đấy là cái chỗ đấy đấy. À, đấy. Vâng, nó giáp danh có con sông to lắm. Nó gọi cái gì Đức này. À, đúng rồi, đúng rồi, cái gì Đức ấy. Ừ, nó có chữ gì thì Đức này. Mà nó gần MD đi xuống đúng không? Đúng rồi. Thế xong rồi là thằng ấy nó sau này nó làm to phết. Đây này, Bộ Công an là cái trường bác bảo đây này. Đây cái trường đấy. Vâng, Bộ Công an. Cháu đi đến rồi và nó ở sườn cái bờ đê đấy, cứ sườn xuống rồi này. Về nhà nó nổi ngập mênh mông, phải mang mênh trước quần. Vẫn có phà đi qua đấy, nhưng bây giờ nó cái gọi là cầu gọi là bến Bình Than hay gì, bây giờ nó gọi là giờ cầu đi vào trong làng nhà nó là ngập, là vứt hết quần, là cứ bị mang đi dựng chữ mấy cái quần. Bây giờ là gọi là cầu Bình Than đấy bác. Thế sau lại thế à, thế à. Sau này